chào quý vị và các bạn. Dự báo chiều và đêm nay không khí lạnh sẽ tràn về nước ta. Sau đó tới ngày 22 tháng 1 lại có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống mạnh hơn. Bởi vậy gió Đông Bắc sẽ mạnh từ cuối tuần này sang đến cả tuần sau. Trong đó khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa sẽ chịu tác động rõ nhất. Chiều tối và đêm nay gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng từ 1 đến 3 mét. Khu vực từ Ninh Thuận đến Cà Mau từ chiều nay tới ngày mai dự báo gió khoảng cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng từ 1 đến 2m50. Thời tiết xấu, tàu trong trành, bà con khai thác trên biển, lưu ý nên chẳng buộc dây dọc thân tàu để đi lại an toàn hơn. Chuẩn bị sẵn phao ký sinh, tổ chức đội hình khai thác trên biển theo tổ đội để kịp thời hỗ trợ nhau khi gặp nạn. Người dân đánh bắt ở khu vực biển từ Quảng Trị, trở vào đến Khánh Hòa, trong chiều nay thì chưa chịu tác động từ không khí lạnh, thời tiết vẫn khá tốt. Dự báo trời không mưa, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, gió cấp 3 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa trong chiều nay dự báo gió khoảng cấp 4 đến cấp 5, độ cao sóng từ 1,50 m đến 2,50 m, tầm nhìn xa dưới 10 km do có mưa rông. Trên đất liền chiều và đêm nay thì Thanh Hóa có thể có mưa rào do chịu tác động của không khí lạnh. Thế còn các nơi khác của các khu vực Trung Bộ thì trời vẫn chủ đạo là tạnh giáo, rất thuận lợi cho các kế hoạch vui chơi ngoài trời dịp cuối tuần. Nhiệt độ thì vừa phải khắp toàn miền trong khoảng từ 27 đến 29 độ C. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật các thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.